Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2023, nữ mạng sinh năm 1978, tuổi âm lịch 46 tuổi, mạng hỏa tương khắc với kim bình thường, sao kế đồ chiếu mệnh hạn thiên tinh, thiên can tuổi Mậu gặp năm Quý tốt. Tổng quan tử vi tuổi Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2023 nữ mạng. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 và kết thúc vào ngày 27 tháng 1 năm 1979 dương lịch thuộc tuổi Mậu Ngọ cầm tinh con ngựa. Thiên can Mậu kết hợp với địa chi Ngọ mang ý nghĩa là cứu nội chi mã, tức ngựa trong chuồng. Nữ mạng Mậu Ngọ có ngũ hành bản mệnh thuộc mệnh hỏa, xung khắc nhẹ với mệnh kim của năm Quý Mão. Theo thuyết âm dương ngũ hành, thiên can Mậu tương hợp với năm Quý, chủ về may mắn. Bước sang năm 2023, vận trình cuộc sống của quý nữ chịu tác động của sao kế đô và hạn thiên tinh. Năm nay, bản mệnh sẽ phải đương đầu với một số thử thách nhất định, song chỉ cần mệnh chủ vững tâm chủ ý chí và nỗ lực nhiều hơn thì trời chắc chắn sẽ không phụ lòng người. Sau cùng vẫn sẽ có khả năng gặt hái được quả ngọt giúp phương diện công việc và tài chính khởi sắc. Lưu ý trong năm làm việc gì cũng phải giấy trắng mực đen, lưu trữ hợp đồng kỹ càng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên xem xét và áp dụng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học hơn. Luận giải chi tiết tử vi năm 2023 tuổi Ngọ trên các phương diện, công việc, sự nghiệp. Theo tử vi chọn đời, những khó khăn xuất hiện trong vận trình sự nghiệp năm 2023 sẽ giúp mệnh chủ chiêm nghiệm và đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm sống hữu ích. Có thể nói, những trở ngại năm này là yếu tố tất yếu phải có, nó giúp tạo lập nên bước đệm vững chắc cho những thành công trong tương lai của bản mệnh. Năm này, để hạn chế tối đa các rắc rối không đáng có, quý nữ nên xem kỹ hợp đồng trước khi ký kết. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng như hợp đồng, biên lai, hóa đơn, bản mệnh nên lưu ý giữ cẩn thận. Tài chính, phương diện tài chính trong năm Quý Mão tuy không quá dư giả nhưng nhìn chung vẫn khá ổn định. Nữ mệnh cần chú ý hơn đến hoạt động chi tiêu, tích lũy, hạn chế tiêu pha cho những khoản không thực sự cần thiết. Tình duyên gia đạo. Tổng quan đời sống gia đạo của quý nữ trong năm 2023 thuận hòa, bình an và êm ấm, tất thảy đều nhờ vào khả năng ứng biến tình huống nhanh nhạy và sự khéo léo trong cách giải quyết vấn đề của nữ mạng. Chỉ cần trong năm, quý nữ không để những cảm xúc bên ngoài tác động đến cảm xúc cá nhân thì hòa khí gia đình sẽ luôn được thăng hoa. Sức khỏe, vừa phải lo cho các công việc ngoài xã hội, vừa phải đạp đường việc nhà, đôi lúc khiến quý nữ quên đi việc chăm sóc cho bản thân. Lâu dần, thể trạng phần nào bị ảnh hưởng ít nhiều, dễ bệnh vặt liên quan tới đường ruột. Năm này, nữ mạng được khuyên nên chú ý ăn uống đủ chất và đúng bữa. Ngoài ra, cũng nên thử cân nhắc thêm việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết. Xem sao hạn của tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023. Sao chiếu mạng. Sao chiếu mệnh của nữ mạng tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 là sao kế đô, báo hiệu năm tới sẽ có một số khúc cua bất ngờ, đòi hỏi bản mệnh phải thực sự mạnh mẽ và có quyết tâm cao. Chỉ cần mệnh chủ không nản, thấy khó khăn không lùi thì sau cùng mọi sự đều có thể gặt hái được thành công. Hạn tuổi. Bước sang năm 2023, quý nữ 46 tuổi âm phạm phải hạn thiên tinh, chủ về sức khỏe và kiệt cáo. Bản mệnh năm nay cần dành thời gian nghỉ dưỡng, ăn uống điều độ, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, tập luyện thể thao thường xuyên. Ngoài ra, trong năm, cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và cách hành xử, tránh để lời nói bốc đồng trong lúc nóng giận, gây ra những phiền toái về mặt pháp lý. Nhìn chung, vận hạn năm này nếu biết cách hóa giải thì sẽ không ảnh hưởng đến vận trình của cuộc sống. Tứ trụ, thiên sinh, địa sinh, trong năm đã kế hoạch nào thì phải toàn tâm toàn ý với kế hoạch đó, tránh bỏ dở giữa chừng khiến vận trình bị đứt đoạn, khó đạt được thành công trong thời gian ngắn. Nhìn chung năm nay, chỉ cần bản mệnh làm gì cũng quyết tâm theo đuổi tới cùng thì sẽ sớm gặt hái được thành công như mong đợi. Vận niên. Vận niên của nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2023 là Long Đắc Vũ, tức Rồng Gặp Mây. Dẫu biết rằng quý nữ là một người rất tốt, luôn muốn giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt, mọi thứ nên có chừng mực,
Không ai có thể làm thay đổi hoàn toàn vận trình của người khác tốt hơn bằng chính họ. Quý nữ sớm hiểu rõ được điều này thì sẽ giúp cho cuộc sống được thoải mái và an nhiên hơn. Hóa giải sao hạn. Theo quan niệm dân gian, việc hóa giải sao hạn có rất nhiều cách. Người do sao kế đồ chiếu mệnh có thể đến chùa xin lăng lễ để cầu mong may mắn cho vận trình. Ngoài ra, việc tích cực hành thiện tích đức và đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày cũng tác động ít nhiều đến việc thu hút may mắn. Phong thủy may mắn tuổi Mậu Ngọ năm Quý Mão. Màu hợp tuổi. Màu sắc tương hợp, tương sinh với bản mệnh sẽ góp phần giúp hóa giải vận số, thu hút thêm nhiều điều may mắn đến với cuộc sống. Những màu sắc mà người tuổi Mậu Ngọ nên lựa chọn như tím, cam, đỏ, hồng hay xanh lá cây. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thuộc cung Khôn, Tây Tứ Mệnh. Khi xuất hành ngày đầu năm nên chọn các hướng sau để cả năm được bình an và thuận lợi. Đó là Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc diên niên, Tây thiên y, Tây Nam phục vị. Tuổi sông nhà. Nữ mạng tuổi Mậu Ngọ có thể chọn các tuổi sau để nhờ giúp sông nhà, sông đất ngày đầu năm để cả năm được may mắn. Đó là Nam Bính Thìn sinh năm 1976, Nữ Quý Sửu sinh năm 1973, Nữ Tân Mùi sinh năm 1991. Diễn biến tử vi theo tháng trong năm. Luận giải chi tiết là số tử vi nữ mạng tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 theo 12 tháng. Tháng 1, gia đạo hưng vượng, ngập tràn trong hạnh phúc những ngày đầu xuân. Tháng 2, công việc làm ăn bình ổn, phương diện tài chính vững vàng. Tháng 3, tình cảm gia đình mặn nồng, sau mỗi hiểu lầm vụn vặt, mọi người thêm thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tháng 4, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an. Tháng 5, bạn mệnh có thể cân nhắc triển khai kế hoạch mà mình đang ấp ủ trong tháng này. Tháng 6, mệnh chủ nên tránh cho người khác mượn số tiền quá lớn, hạn chế dính dáng quá sâu vào chuyện của người khác. Tháng 7, bước đường công danh, sự nghiệp liên tiếp đón nhận nhiều điều may mắn. Tháng 8, đây là thời điểm bạn mệnh bắt đầu thu về được cho mình những quả ngọt từ hoạt động đầu tư kinh doanh, người làm công có khả năng được thưởng nóng. Tháng 9, nên đề phòng chuyện khẩu thiệt thị phi. Trước mọi mâu thuẫn, mệnh chủ cần xử lý vấn đề dựa trên mục tiêu dĩ hòa vi quý. Tháng 10, mở lòng sẻ chia với người bạn đời và con cái nhiều hơn sẽ giúp gia tăng sự gắn kết gia đạo. Tháng 11, quý nữ cần phải thực sự cẩn trọng, suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định hùn hạp làm ăn vào giai đoạn cuối năm. Tháng 12, thời vận hành thông, sức khỏe cải thiện, tiền tài được một số thành công lớn nhất định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.